Hết trò nô 1 nào. Cũng kết thúc cái thi đấu thứ 5 này và chúng ta sẽ có chiến thắng trong buổi thi đấu ngày hôm nay. À, cố gắng 3-0 nào. Cố gắng nào. Vâng, đầu 1 cũng cảm thấy khó chịu và đổi cho mình cái màu 6 rồi anh em ạ. À. Vâng, bắt đầu. Công quậy. Vâng, bây giờ thì game thủ bóng gì? Vào, chúng ta cùng đến rồi. Xông lên anh em. Anh em cùng Umbala một trận thi đấu cầm xiang cuối cùng trong trận thi đấu này nào. Xin một trận cầm xiang nữa thôi. Xin một trận cầm xiang nào. Cố lên, đổ xiang. Umbala ra xiang nào. Quân Babylon Hitty, Babylon và Hitty. Quân cần cần thôi, không có gì đáng ngại cả. Baby và Hit. Bên kia No 1 cầm Hitty. Vâng, có lẽ là 5C thôi anh em ạ. Đây là mỏ quả đầu dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Và bên cạnh đó anh đã tìm thấy cho mình bầy hươu đầu rồi. Bầy hươu đầu rồi. Vâng, anh Thành Long thì hôm nay cũng có nhiều kèo đấu nên là không thể xuất hiện tất cả các kèo đấu được anh em ạ. Anh Thành Long thì hôm nay cũng vừa mới xin nghỉ, có lẽ là anh vừa mới lên đây thôi. Đúng rồi, bước ngoặt là chúng ta phù được luôn, phù đỏ trận thiếu này. Nếu mà phù đen thì cũng hơi khó khăn đấy, trận thiếu vừa rồi cầm Kata. Khi mà những con phù của chúng ta đều phù được. Vâng, chào anh Bim Bim nhá. Có vẻ như anh rất thích anh Bim Bim, anh đặt tên Facebook là Bim Bim luôn. À, chào anh anh Tú này. Có lẽ là lúc nãy em chào rồi, chào nhiều người quá nên là anh không nghe thấy. Chào tất cả anh em nhé. Rất cảm ơn tất cả anh em đã vào đây để ủng hộ cho game thủ Hoàng Mai Nhi trong buổi tối thi đấu ngày hôm nay. Trận đấu này thì chúng ta cầm Babylon và bên kia là cầm Hitty dành cho game thủ No 1. Vâng, hai cái xe đấu đầu tiên là No 1 là một người cầm quân rất đỏ, họ đỏ hơn nên họ giành chiến thắng thôi. Vâng, chào anh Danh Tú là một lần nữa này. Anh vẫn tiếp tục alo nên em chào tiếp. Vâng, thế nhà này là một thế nhà hơi trống một chút. Vâng, trong cái map la này thì em thường thấy là cái con Babylon cũng như con Hitty là nó thường nghiệp. Chúng mong trận hiếu này thì game thủ Hoàng Mai Nhi sẽ có những đồ ăn dành cho mình. Vâng, anh em đang ra vài chiến thuật dành cho các game thủ trong trận hiếu này là game thủ anh Lâm Gia Vinh này, anh bảo là đánh chém kẹp cung giờ. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi xem game thủ Hoàng Mai Nhi sẽ chọn quyết định đánh là cái gì. Game thủ Hoàng Mai Nhi đã tìm thấy cho mình một mỏ quả phụ trên hướng lên 3 giờ kìa. Vâng, ok. Và game thủ Hoàng Mai Nhi muốn thiết kế cho mình chiếc BS thật đẹp ở cánh đường thông này. Cần thêm một đoàn nữa dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Một vỏ quả phụ hoặc là một bầy hươu nữa nào. Con nông dân cũng đang đi tìm rồi. Cũng đang đi tìm dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Vâng, anh Thành Đông Đỗ, anh cứ bảo đây. Anh bảo 20.000 sao đi anh. Có 2 mỏ quả dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi nhưng mà những mỏ quả rất xa nhà chính của mình. Rất xa. Còn đồ ăn trận thiếu này nếu mà bình thường nhưng mà em dò thì chắc có lẽ là không lên được đời rồi. Nhưng mà khi mà những đồ ăn của mình rất xa. Vâng, chào anh Đỗ Thành Đại nhé, chào tất cả anh em. Cố gắng, chúng ta cùng cố gắng nào. Vâng, chào anh Việt Hoàng. Vâng, chào tất cả anh em Hải Dương nhé. Chào tất cả anh em Hải Dương. Vâng, trước kia thì có vâng.
Anh Vũ bảo là trận đấu này thì chúng ta tránh chém thôi. Bên này thì nhà nhìn qua thấy nhà của hình thủ nô 1 này, họ có rất nhiều hươu và voi ở cạnh nhà chính của mình. Vâng, một bài 4 voi. Rồi. Vâng, map rất đẹp dành cho Hitty của game thủ nó 1, nhưng mà hình như rừng họ cũng xấu thôi. Một trận mà rừng họ xấu, nhìn qua thế nhà thì không có nhiều rừng dành cho game thủ Hoàng Văn Nhị, game thủ nó 1 đâu. À đây 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 có rừng này. Vâng, chào thứ lắp này. Vâng, chào Alonso nữa, hình như là Alonso cũng như thứ vừa đi thi đấu đâu đó về. Và bây giờ mới vào đây xem để ủng hộ cho game thủ Hoàng Văn Nhị. Cảm ơn anh Nguyễn Huy Tùng. Một bài mà bên kia giàu và họ lên đời rồi. Những cánh rừng dừa thôi, họ ăn những cánh rừng dừa thôi. Vâng, chào tất cả anh em Việt Nam. Rồi, chắc tất cả anh em đây. Chắc chắn là một trận chúng ta sẽ đánh lờ rồi khi mà con sư tử này. Vâng, chào anh Lê Nguyễn Tuấn Vũ. Có lẽ vâng, bên kia đánh giò. Vâng, đi sai chúng ta bài xấu hơn nên được muộn hơn, nhưng mà bên kia bài Hitty quá đẹp đi. Và game thủ nô 1 họ đánh cũng chất chắc cộp 5 voi dành cho trận thiếu này, khó nhằn thật. 5 voi. Vâng, anh em có thể thấy trên cái khung chat streamer Xuân Thứ đang dọa nạt em. Vâng, rất đáng sợ, một người streamer người của cung chúng nhưng mà lại dọa nạt em. Anh em hãy bảo vệ em đi. Bên kia Xuân Thứ bảo sẽ xiên em đấy anh em ạ. Vâng, chúng ta cũng đến với trận đấu tiếp theo thôi. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-1 dành cho game thủ No 1 trong trận thiếu trong trận đấu thứ 5 này. Anh em uống ba la cho game thủ Hoàng Mai Nhi một trận sen nữa thôi.